Bản tin thế giới nối tiếp cho biết Thủ tướng Đức kêu gọi hợp tác giữa EU và Hoa Kỳ. Thủ tướng Đức Angela Merkel vào thứ Hai ngày 9 tháng 11 đã gọi điện chúc mừng ông Joe Biden, đồng thời kêu gọi Liên minh Âu Châu và Hoa Kỳ hợp tác song hành, nhưng cũng thừa nhận EU phải làm nhiều hơn nữa về vấn đề bảo mật an ninh. Bà Merkel đề cao ông Biden như một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, hiểu rõ về Đức và Âu Châu, nhấn mạnh rằng cả EU và Hoa Kỳ đều là đồng minh trong NATO, cùng chia sẻ các giá trị cơ bản và lợi ích. Bà Merkel cũng nhắc tới hợp tác để giải quyết vấn đề về đại dịch COVID-19, sự nóng lên toàn cầu, khủng bố và bảo vệ thương mại tự do. Xin nhắc lại rằng Tổng thống Donald Trump trước đây đã gọi Đức là kẻ bị Nga nắm thóp vì ủng hộ thỏa thuận đường ống dẫn khí đốt tại biển Baltic với Nga. Chính quyền Trump đã đe dọa các nhà sản xuất xe hơi Đức bằng mức thuế cao đối với xe hơi nhập cảng vào Hoa Kỳ và chỉ trích Berlin không đóng góp đủ cho NATO.